Mặc dù đang cố gắng làm cẩn thận, nhưng lại không thể. Chẳng lẽ mình thật sự không tốt sao? Mặc dù đang cố gắng hết mình giáo dục con cái, nhưng lại không thể tốt hơn được. Nên làm thế nào bây giờ? Khi trở thành người lớn rồi, liệu có thể cư xử tốt với xung quanh hay không? Sota, dậy đi thôi. Dậy thôi, ngày nào cũng vậy. Con biết rồi. Dậy thôi nào. Sota, nhanh lên nào. Đã chuẩn bị xong chưa vậy? Tiết học của ngày hôm nay là toán học, ngôn ngữ, âm nhạc. Hôm nay có cần đến sáo không nhỉ? Sota, sao lại đọc tiểu thuyết thế? Sẽ muộn mất đấy, đại kỳ cũng đã đi rồi. Nhanh lên nào, bây giờ con đang định ra đây. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Sota, hôm nay không quên gì chứ? À, lại quên đồ gì nhỉ? Chuyện tranh mang đến là không được đâu đấy. Mẹ tớ cho vào đấy. Khổ tớ rồi. Lại đổ lỗi cho mẹ đấy. Bắt đầu bài tập luyện nào. Chuẩn bị, bắt đầu. Câu trả lời cho câu số 1 là 52, câu số 2 là 84, câu 3. Sota, giữ yên lặng nào. À, cho mượn đi. Nhớ phải trả lại đấy nhé, lần nào cũng mượn. Xong chưa nào, nhớ phải chú ý đến phép tính đấy. Cái này trông giống như là khuôn mặt người. Đang vẽ gì đấy Sota? À, đang là giờ số học phải không? Tại sao lúc nào cũng trở thành như vậy nhỉ? Tại sao so với những trẻ khác lại khác biệt như thế này? Các em nhớ không được quên bài tập về nhà đâu đấy. Đứng dậy, chào. Tạm biệt. Lần này lại chơi trò đu một tay nào. Tớ cũng muốn thử chơi, thả một chân xem nào. Cho tớ vào nhóm với. Lại đến kìa. Thật kìa. Sota, gì vậy? Theo lần lượt chứ. Đợi chút, nguy hiểm quá đấy. Nhìn này, nhìn này. Làm lại lần nữa cho xem nhé. Đừng có nói điều ích kỷ vậy chứ. Vừa phải thôi chứ. Nhìn này, nhanh phải không? Cái gì vậy Sota? Thật là đáng ghét. Lại thế rồi. Thằng đó lúc nào cũng thật sự ích kỷ bản thân mình nhỉ. Về thôi, chơi game ở nhà thôi. Ơ, mọi người về hết rồi à? Lại thế rồi, đã muốn chơi cùng vậy mà. Tại sao lại không thể chơi vui vẻ cùng mọi người được nhỉ? Cho đến khi nào mới có thể hòa nhập tốt với xung quanh đây? Con về rồi đây. Sota, bài tập về nhà đâu? Lấy sổ liên lạc ra đi. Được rồi. Đâu rồi? Lại quên đâu rồi hả? Sách xuống học đâu? Chờ chút, đây là cục tẩy của bạn Yumi phải không? Sao Sota lại cầm vậy? Ủa, sao lại có ở đây nhỉ? À, tại quên mất đã không trả. Rồi lại bị hiểu lầm thôi. Nhớ ngày mai phải trả lại đấy. Mẹ ơi, con làm xong bài tập rồi. Vẫn chưa có cơm mà, con đói rồi. Xin lỗi nhé, mẹ chuẩn bị ngay bây giờ. Sota, cả nhà ăn cơm trước đấy. Nhanh lên nào.
Lần nào cũng vậy, định xem đến bao giờ thế? Tại sao lại ăn trước thế? Tại Sota mày xem TV đấy. Ôi, Sota, cách dạy con của em thế nào vậy? Anh ơi, em ăn hamburger đấy. Tại sao lại xem TV vậy? Nhanh ra ăn cơm thôi nào. Tại sao lại tắt TV vậy? Tại sao lúc nào cũng thế này chứ? Tại sao lúc nào cũng là mình? Lúc nào cũng bị mắng như vậy? Dù cách dạy bảo hai con là như nhau, nhưng tại sao lại khác nhau như thế này? Làm thế nào để tốt bây giờ? Đúng là ngày lễ có khác, đông người thật nhỉ. Ôi, Sota, chạy đi đâu vậy? Nguy hiểm quá. Thật sự xin lỗi. Sota, xin lỗi. Sota, đợi đã. Không hiểu hai mẹ con đó đang làm gì. Đang làm cái gì vậy? Làm cái gì thế Sota? Ngã bây giờ thì làm sao? À, đúng thật vậy. Tại sao lại không nhận ra nhỉ? Thật sự là do cách dạy của mẹ không tốt sao? Dù không phải lúc nào cũng ích kỷ, tự mình liều lĩnh như vậy. Vui vẻ, khỏe mạnh, cũng có điểm tốt và rất tập trung học hành. Muốn phát huy những điểm tốt của đứa trẻ này. Bất kể ai được sinh ra là điều rất tốt. Hiểu và cư xử đúng là rất quan trọng. Vì tương lai của trẻ em chúng ta rất muốn được bảo vệ một cách ấm áp. Với những trẻ có bệnh ADHD, hãy gần gũi thể hiện tình cảm giống như cha mẹ.